Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bài tập mới. Đó chính là dùng cái filter để tạo nên một cái bức tường gạch. Gạch lát đá. Nhưng bước đầu tiên thì chúng ta tạo một cái file mới. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Và chúng ta sẽ tô màu lên cái lớp mới đó là màu đen. Các bạn lưu ý nên chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Chúng ta sẽ tô màu đen. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là filter, rồi filter gallery. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn texture stained glass. Glass hình như là hiệu gương, mà dạng gương cổ trong nhà thờ. Thì cái bài tập này chúng ta sẽ ứng dụng là một cái gạch lát tường, nó sẽ phù hợp hơn. Sau đó chúng ta sẽ dùng là magic wand tool. Chúng ta sẽ chọn một cái điểm, một cái ô màu đen. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là select similar để nó chọn những cái vùng màu đen giống nó. Để chúng ta sẽ tách từng cái viên gạch ra, những cái viên đá ra. Và sau đó chúng ta chọn là filter, styline và emboss. Sau đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh cái độ dày cho nó để cho nó giống cái gạch nổi hơn. Và sau đó chúng ta ok. Các bạn thấy là chỉ với những cái bước đơn giản đó chúng ta đã tạo được một cái bức tường gạch. Nhìn rất là vững chắc ha. Và từ cái bức tường này thì chúng ta sẽ ứng dụng tạo thành một cái bức tranh, cái phong cảnh là những cái tường gạch giống như ở bên Nhật. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái vài cái dây leo cho cái tường của chúng ta nó cổ kính hơn. Các bạn Ctrl T để chúng ta kéo cái bức tường giống như là những bài trước chúng ta đã từng làm rồi đó. Chúng ta sẽ Ctrl T kéo để cho ta có thể hiệu ứng là chiều sâu và 3D hơn. Thì các bạn có thể dựng cảnh. Mà trước khi chúng ta kéo cái bức tường thì chúng ta sẽ cho dây leo bám lên bức tường trước. Để khi chúng ta kéo thì những cái dây leo chúng ta nó sẽ hòa theo bức tường luôn. Rồi, thì cứ như vậy chúng ta sẽ thiết kế tạo nên một cái bức tranh phong cảnh. Chúng ta sẽ thêm hoa anh đào, thêm mây. Và sau đây các bạn hãy cùng tôi theo dõi lại những cái bước cuối cùng để tạo thành một bức tranh phong cảnh. Và mong các bạn sẽ tạo thử cho riêng mình một cái bức tranh phong cảnh, cái tường lát gạch như thế này. Và chúc các bạn thành công.